Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đọc diễn văn. Đến dự còn có các đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của xứ Quảng, người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo tài ba và được nhân dân gọi với cái tên trìu mến anh Nam Công. Hơn 80 năm một lòng theo Đảng làm cách mạng, bằng tài năng đức độ của mình, đồng chí Võ Chí Công trở thành một trong những lãnh đạo xuất sắc của Đảng và nhà nước ta, là nhà cách mạng kiên cường, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời làm cách mạng từ cương vị bí thư phủ Tam Kỳ đến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và ở nhiều địa bàn khác nhau. Song ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn sâu sát quần chúng, bám sát thực tiễn, có mặt đúng lúc vào những thời điểm lịch sử quan trọng và có nhiều quyết định sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tạo nên những bước ngoặt lịch sử của đất nước. Diễn văn của Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến giai đoạn sau ngày hòa bình lập lại. Được bầu vào những cương vị trọng trách của đất nước, đồng chí Võ Chí Công đã để lại dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới quản lý nhà nước, tập trung vào lĩnh vực lập hiến và lập pháp, bổ sung hoàn thiện hiến pháp và hệ thống luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho công cuộc đổi mới của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi. Và cho đến hôm nay, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch nước nêu rõ, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công đã để lại nhiều bài học quý giá về phương pháp và phong cách lãnh đạo, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Ban tổ chức cán bộ trong những thời điểm bước ngoặt của cách mạng, đồng chí luôn bám sát thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước những ý kiến quan trọng, góp phần làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước vượt qua khó khăn thử thách. Đồng chí Võ Chí Công là người sống tình nghĩa, đồng cam cộng khổ với đồng chí đồng bào những lúc hoạt động bí mật đầy gian lao, cũng như khi cách mạng thành công kháng chiến thắng lợi. Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11. Đây là nhiệm vụ to lớn và nặng nề. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, học tập tấm gương đồng chí Võ Chí Công và các vị lãnh đạo tiền bối, Chủ tịch nước đề nghị trước mắt cần tập trung thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phát biểu nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nguyện học tập tinh thần tiến công cách mạng, linh hoạt trong mọi tình huống của đồng chí Võ Chí Công, phát huy thành quả, sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Đại diện các thế hệ lão thành cách mạng và thế hệ trẻ cũng khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng, quyết tâm đoàn kết, vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Quảng Nam xứng đáng là quê hương trung dũng, kiên cường của đồng chí Võ Chí Công.